có hiếu với gia đình, biết chăm sóc bản thân mình, không có giận hờn vô cớ. Đâu có ai khùng đâu giận hờn vô cớ, ít nhất phải làm gì cho người ta mới giận chứ. Thành ra người đàn ông mình phải tìm hiểu tại sao người khác giận mình phải làm cái gì đó, thậm chí mình vô tình mình làm gì mình không biết, chứ không ai tự nhiên đi đùng 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 lên khùng lên hết trơn á. Dạ, chào chú Hiền Linh. À, Hết ở Bình hồn Thuận chưa? hả? Hết hồn chưa? Ê, có sợ yêu xa không? Dạ, yêu xa, nếu như mà có lòng tin thì mình sẽ vượt qua. Mình không thích đàn ông ở điểm nào? Người đàn ông á, con không thích đó là hút thuốc. Có hút không? Dạ, rượu, bia, thuốc, em không hút. Con thì không thích ghen, tính của con là con sống rất là thoải mái. Dạ, con cũng vậy, con cũng không có ghen. Vậy thôi chứ phụ nữ mà không ghen là nó chỉ làm như ông thương tôi á. Nhớ nha, giờ nó không ghen mai mốt về bắt người ta ghen là không được đó. Trai đi với ai vậy? Dạ, tại thì Quảng Nam mưa bão nên anh không đi được. Rồi, có nghĩa là không ai đúng không? Dạ vâng. Còn mình sao nè? Mình đi với ai? Dạ thưa cô, con đi với mẹ và các chị của con. Cô thưa với Nguyễn Linh với lại MC Hồng Vân, đối với cô á thì cô thấy ngoại hình này thì nói chung là mình sẽ nói lớn lên để mình kia cảm nhận như thế nào nha. Rồi mời nhà trai. dạ, lời đầu tiên em xin chào anh Quỳnh Linh, Chào em. chị Ngọc Vân và bạn gái ở bên. Em tên là Lê Ngọc Toàn, em 29 tuổi, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Quảng Nam. Hôm qua anh mới Quảng Nam về nè. Dạ, em bữa trước em có biết anh về mà em bận của em ra được. Trời ơi, gặp anh về bận gì bận ra, gặp anh chút uống ly cà phê chứ. Dạ, đợt sau anh vào thì em sẽ mời anh ly cà phê. Rồi, Em làm mời nghề gì em. vậy? Dạ, em làm nhân viên văn phòng ở Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Nam. À, rồi. Còn em giới thiệu về mình đi. Dạ, lời đầu tiên cho em chào cô Hồng Vân, chào anh Huyền Linh và chào bạn nam bên kia và chào khán giả có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Rồi, chào Em em xin gái. tự giới thiệu. Em tên là Hồ Long Ẩn, em 26 tuổi, hiện là giáo viên và đang công tác tại trường Mẫu Giáo Hoa Phường ở Tánh Linh, Bình Thuận. Ủa, Bình Thuận với Quảng Nam có gần không Linh? Cũng không gần lắm. Vậy hả? Vậy À, nhưng mà hả? không sao, tình yêu người ta yêu gần nữa, quả địa cầu người ta còn yêu nhau được mà. Bên kia 26, đây 29 ha. Dạ vâng. Rồi bây giờ Nam có điểm mạnh điểm yếu nào giới thiệu cho bạn gái nghe đi. Những điểm mạnh của em là một người vui vẻ, nhiệt huyết. Em là một người sống nội tâm, thiên về gia đình nhiều hơn. Còn điểm yếu là sống về nội tâm nên đôi khi cái giao tiếp hoặc hoặc ra bên ngoài thì kém em. Ít nói ha, ít Dạ, thể ít hiện ra nói. bên ngoài. Dạ. Rồi mời nhà trai, nhà gái. Dạ, em điểm mạnh của em á là biết yêu thương và giúp đỡ bạn bè á. Khi mà bạn bè gặp khó khăn thì em luôn giúp đỡ bạn. Đặc biệt là đối với em là một cô giáo mầm non á thì em rất là yêu trẻ. Cái việc nấu ăn uống á, thì em là một người phụ nữ trong gia đình. Dạ, điểm yếu của em á, thì hơi bị một chút nóng tính một xíu. Với lại một phần là em hơi nhút nhát với đám đông. Dạ, em nói chuyện khá là nhanh. Mầm non vậy là biết hát, biết đọc thơ, biết múa, biết nhiều loại hình nghệ thuật đúng không? Dạ, chút chút thôi chú ơi. Giờ làm chút cho nó sơm tụ thôi. Dạ, một tiếng nữa đi rồi con đọc thơ được không chú Linh? À được. Cứ gặp bạn bên kia bắt Mới đầu có đọc cảm thơ xúc đọc ha. đúng Dạ, không? dạ. Rồi bạn bạn trai có bao nhiêu mối tình rồi? Chính thức thì 2 mối tình, một mối tình thời sinh viên, còn mối tình gần đây nhất thì từ năm 2015 tới 2018. Nhưng lý do tại sao mình chia tay? Khoảng cách cũng hơi xa, với lại gia đình bạn nữ cũng coi trọng tuổi tuổi tác. Còn mình thì sao? Mình có mấy mối tình rồi? Đối với em thì trải qua 2 mối tình. Một mối tình đầu tiên của em thì đó là sự tìm hiểu thôi, vài tháng thôi. Rồi mối tình thứ hai là mối tình khi mà em bước ra trường em đi làm á, thì em có quen một người bạn. Hai em với bạn đó thì chưa có cái sự hòa hợp với nhau, cho nên là tụi em đã kết thúc được năm rồi. Dạ. Vậy thì cái mẫu người đàn ông của em phải như thế nào? Thì nói chung mỗi người của em thì nó đơn giản lắm, biết cư xử lễ phép với người lớn và yêu thương chăm sóc, đặc biệt là với cái người bạn mà đồng hành với mình á, phải biết quan tâm. Dạ, chung thủy. Ngoại hình ha, thì anh đó là cao nhưng cũng dễ nhìn một tí, ăn nói thì lưu loát. Nãy giờ nói lưu loát không? Dạ, cũng khá được. Khá được, ta làm vào Sở Văn hóa Thể thao Du lịch đó. Được không em trai? Dạ được. Chiều cao thì cũng lúc được lúc không. Nếu mà muốn cao, tại vì muốn được thì mình cam ăn dài cao lên. Em muốn cái bạn trai mình cao bao nhiêu? Dạ em muốn thì bạn trai là cao từ 1m68 trở lên. Cha có bộ căng à, bên kia nói vụ đi giày á là chị thấy hơi căng căng rồi. Chào Dạ em. em chào chị. Giờ mình cao nhiêu nè?
Em thì em biết thằng Tiến rồi. Tôi nhà trai tôi bị gọi là yếu chiều cao chút, nhưng mà tất cả mọi thứ đều có hết á. Về tình cảm nè, rồi nụ cười tươi, gương mặt cũng ấn tượng ha. Này mà đẹp trai lắm, đừng có giỡn nha. Đó, cao mà... thêm gan là ngon lành luôn đó. Bây giờ giữa cái ngoại hình đó với lại cái con người của ảnh thì em sẽ chọn cái gì? Dạ, em sẽ chọn con người. Đúng em rồi, sẽ chọn con người đúng không? Dạ. Bên đây vỗ tay mừng quá kìa cưng. Ủa rồi còn em sao, nói luôn nói đi. Nói cho dân có biết đi nào. Dạ, thật ra thì em không đặt tiêu chuẩn về bạn gái của mình. Em chỉ có quan niệm là phải hợp nhau hay không thôi. Tính tình thì có hiếu với gia đình, biết chăm sóc bản thân mình, không có giận hờn vô cớ. Đâu có ai khùng đâu giận hờn vô cớ. Ít nhất phải làm gì cho người ta mới giận chứ. Thành ra người đàn ông mình phải tìm hiểu tại sao người khác giận mình. Mình phải làm cái gì đó, thậm chí mình vô tình làm gì mình không biết. Chứ không ai tự nhiên đi đùng 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 lên khùng lên hết trơn á. Dạ, chào chú Hiền Linh. Hết hồn chưa? Hả? Hết dạ. Hồn chưa? Ê, có sợ yêu xa không? Dạ, yêu xa, nếu như mà có lòng tin thì mình sẽ vượt qua. Mình không thích đàn ông ở điểm nào? Người đàn ông á, con không thích đó là hút thuốc. Dạ. Hút không? Dạ, rượu, bia, thuốc, em không hút. Con thì không thích ghen, tính của con là con sống rất là thoải mái. Dạ, con cũng vậy, con cũng không có ghen. Vậy thôi chứ phụ nữ mà không ghen là nó chỉ làm như ông thương tôi á. Nhớ nha, giờ nó không ghen mày mốt về bắt ta ghen là không được đó. Trai đi với ai vậy? Dạ, tại thì Quảng Nam mưa bão nên anh không đi được. Rồi, có nghĩa là không ai đúng không? Dạ vâng. Còn mình sao nè? Mình đi với ai? Dạ, thưa cô, con đi với mẹ và các chị của con. Cô thưa với Nguyễn Linh với lại MC Hồng Vân. Đối với cô á thì cô thấy ngoại hình này thì nói chung là theo tiêu chuẩn của bé thì nó hơi kém một chút, nhưng mà về cái tính tình rồi cách ăn nói thì thấy cũng được. Cũng được. Thì cô cũng mong sao cho bé nó đồng hành với bạn trai bên này thì cô ok. Okay. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Miễn sao bạn gái ok là yeah. Gia đình ok. Yeah. Đang cố gắng nha em trai nha. Yeah. Chuẩn bị mở rào. Chào em. Anh có món quà tặng em. Thật ra có một bó hoa nữa mà hồi nãy anh đi trên đường anh quên mất để trên xe nên anh tặng để em mua hoa rồi quên luôn. Mở quà đó có cái gì vậy? Dạ con xin phép mở quà. Dạ là cái son. Trước là em rất thích nụ cười của bạn gái và giọng nói nữa nên thật ra em sẽ tặng cái son, mong rằng bạn sẽ luôn nở được cười, luôn vui vẻ trong cuộc sống. Dạ rồi em cảm ơn anh, món quà này em cũng rất thích. Dạ. Dạ đến với chương trình ngày hôm nay thì em cũng có món quà nhỏ muốn tặng cho anh, tự tay em làm. Và trong tấm thiệp này em có viết một cái đoạn thơ. Dạ, tí em sẽ đọc cho anh nghe nha. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ... Mở thơ, mở thiệp kìa. Đọc thơ đi. Đẹp quá. Tấm thiệp hả? Dạ. Tự tay làm đó. Hình này sao giống dữ vậy trời. Em sẽ đọc cho anh nghe nha. Đúng rồi. Dạ, anh cho em mở cái đó thôi. Dạ. Dạ, em xin đọc thơ. Đứng nó nghe luôn, đứng nó nghe luôn. Anh nghe nha. Em không phải là người vĩ đại đâu anh, chỉ bình thường mỏng manh như hoa gió. Lúc giặt giào, lúc hờ hững xa lạ, lúc nồng nàn, lúc hờ hững buông lơi. Rồi gặp anh lần đầu em bỡ ngỡ, nếu nên duyên chúng mình cùng hẹn hò. Trước khi em mua này em có nằm mơ có gì mà mua sao giống quá trời. Chắc này linh tính á. Cái giác quan thứ 6 mách bảo ha. Chắc là vậy đó. Trời, nó cưng hết sức ngồi nhìn này nhớ nó, nhìn nó nhớ này. Dạ. Anh có một câu hỏi này. Nếu sau này anh và em có thể tiến xa hơn á, thì một trong hai đứa sẽ phải chuyển công tác hoặc chuyển về nơi ở mới, thì em sẽ suy nghĩ thế nào về vấn đề này? Dạ, vậy cho em hỏi anh thử nha. Công việc của anh hiện tại đang ở đâu? Anh đang làm ở Quảng Nam. Dạ, em có thể xin một cái trường mầm non nào đó cho bạn gái dạy được không? Cũng được ạ. Em không quan trọng về vấn đề nơi ở hoặc việc làm. Ừ. Miễn là bạn gái ổn định trước rồi mình ổn định sau thì em có thể chấp nhận. Em về Bình Thuận được không? Dạ, cũng được. Mà thời gian đầu thì em phải ở nhà. Tại nhà em thì còn có cô và một bà nội nữa. Ừ. Nên cũng hơi nam người. Dạ. Dạ. Nhà em cũng vậy thôi. Nhà em thì
em trai của em thì làm ở Đồng Nai, còn có mình em là con gái nhà với ba mẹ thôi. Vậy thì đứa nào phải về nhà đứa nào? Chấp nhận làm rể được không? Dạ được ạ. Đó rồi, dễ xong rồi đó. Anh nhìn em có như thế nào? Em có... cũng dễ thương. Dạ cũng... em cảm ơn anh. Nghe giọng nói anh cũng rất thích. Dạ. Rồi rồi vậy em sao không hỏi đi, rồi em thấy anh làm sao? Tự nhiên em bối rối quá chị. Hỏi đi, hỏi đi. Em thấy anh có đúng tiêu chuẩn của em không? Anh thì nhìn cũng khá điển trai. Dạ, hoạt bát, vui vẻ. À, chắc có lẽ là anh đang run đúng không ạ? Anh cũng run. Dạ. Những con trai mà mạnh dạn lên chứ. Ông tính anh cũng hơi chút nhát một tí. Anh thì sống nội tâm nhiều hơn. Dạ. Có nhiều lúc anh bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài nhiều quá. Không biết em... thấy thế nào à? Sống nội tâm thì cũng không có tốt lắm. Anh cứ bộc lộ ra hết đi. Cái anh nghĩ được, anh nghĩ được cái gì, anh nghĩ mình được cái gì á thì anh cứ nói ra hết, anh cứ trải lòng ra nói ra hết. Anh thích đi du lịch với lại chăm sóc chó mèo. Vậy hả? Dạ, trẻ dạ. Con nữa, anh trẻ con anh cũng thích. Ví dụ như là ở xa vậy thì theo anh là mình gặp nhau á là bao nhiêu lần? Trong một tháng có điểm 2 lần. Dạ. Dạ, anh có thể sắp xếp được anh. 2-3 lần khó nha. Thứ bảy chủ nhật anh có thể sắp xếp đi vào cho nó được. Dạ. 2 lần thôi. Dạ. Đi ngày về ngày gặp nhau. Ý em là em sẽ về. Trời ơi vậy luôn á. Để bạn gái ngồi đó, mình bước tới nhẹ nhàng nắm tay bạn gái, trìu mến nhìn thẳng vô đôi mắt ấy và nói một câu gì đó tận đáy lòng của mình. Nắm tay em được không? Dạ được. Nắm hai tay luôn. Nắm hai tay nhìn thẳng mắt cô ấy. Đưa cái tay kia ra đi em gái. Đó, nắm chặt nhìn thẳng đôi mắt. Hôm nay thì anh đến đây với tấm chân tình của mình. Anh thật sự nghiêm túc trong mối quan hệ. Anh và em có thể trao nhau một cơ hội để có thể tìm hiểu và tiến xa hơn trong... Dạ, em cảm ơn những gì đã nói với em. Dạ. Rồi, về vị trí. Hai đứa nhìn thẳng ra phía trước, nhắm mắt lại. Đây là việc hệ trọng. Chúng ta bấm nút là chúng ta trao duyên cho nhau. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Em gái không bấm. Em suy nghĩ điều gì em gái? Em xin lỗi anh ha. Em nếu như em bấm thì em không làm được trách nhiệm của em thì em có lỗi với anh. Sau chương trình này em và anh có thể làm bạn và mình chia sẻ với nhau trong cuộc sống. Anh thấy em trai là bây giờ mình phải cố gắng, nếu mình thuyết phục hơn nữa, mình năng động hơn nữa, mình chia sẻ nhiều hơn nữa, chủ động hơn chút xíu nữa thì chắc chắn ta sẽ giành được trái tim mà mình đang đi tìm. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Daikyosan tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Daikyosan tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Daikyosan thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm, dầu, hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nước khoáng Đặng Thành Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng ghiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đặng Thành, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép.